Tôi sẽ thay pin và thử tính năng chụp điện cho sản phẩm này nhé. Anh em lưu ý này, cái khay để thay pin sẽ nằm ở phần cuối xe sau. Một vỉ pin pin thì sẽ bao gồm 3 viên. Ở dưới gầm sẽ có công tắc này sẽ bao gồm 3 chế độ nhé. Có chế độ ợp này, chế độ đèn này. Đó. Khi chúng ta bật ở giữa thì sẽ chế độ đèn sáng. Và để sử dụng tính năng động cơ cũng như là cửa trượt thì chúng ta sang bật sang chế độ hình cái loa. Ở dưới bên cạnh cụm vô lăng ấy thì sẽ có một cái nút tròn. Chúng ta nhấn giữ mạnh mà. Nhấn nó lực dứt khoát nhé. Đó. Trượt điện thì sẽ trượt cả ở hai bên anh em nhé. Tự trượt. Sẽ có còi. Để xe trên mặt phẳng và nhấn phần đầu xe này. Đây là khi chúng ta mở âm thanh động cơ.